Trong năm 2020, Than Quảng Ninh đang có phong độ ổn định với vị trí thứ 3 tại V-League cùng việc lọt vào vòng tứ kết cúp quốc gia Bamboo Airways. Những thành tích này có đóng góp không nhỏ của tiền vệ Phạm Nguyên Sa, người vừa trở lại sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đà Nẵng, cầu thủ sinh năm 1989 đã thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo đội bóng sông Hàn trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2016 và gặt hái được những thành công nhất định. Trong đó có thể kể đến chức vô địch V-League 2012 cùng đoàn quân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp, Nguyên Sa được triệu tập và có 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, những chấn thương dai dẳng đã khiến cho chàng trai người Đà Nẵng không có nhiều cơ hội được ra sân. Năm 2017, anh gia nhập đội bóng đất mỏ với mục tiêu chinh phục những thử thách mới trên con đường sự nghiệp của mình. Bằng thái độ cầu thị, phong cách chuyên nghiệp cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ, Nguyên Sa là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Không có những pha chuyền bóng dọn cỗ, không có những động tác kỹ thuật qua người thượng thừa, cũng không có những pha sút xa bối bổ. Thế nhưng, điều mà Nguyên Sa sở hữu là khả năng cân bằng trong đội hình, đánh chặn hiệu quả và hỗ trợ tấn công tốt. Anh là mẫu cầu thủ luôn cần thiết với bất cứ đội bóng nào. Sau mùa giải 2018, ra sân đầy đủ 26 trận tại V-League, sự đen đổi lại tiếp tục đeo bám tiền vệ người Đà Nẵng. Cầu thủ sinh năm 1989 gặp chấn thương sụn bánh chè ngay trong lần đầu ra sân tại V-League 2019 và phải mất cả năm để điều trị chấn thương. Cô đơn, buồn bã, nhớ ra giết sân cỏ, thất vọng về bản thân mỗi khi cơn đau dày vò, mỗi khi vận động trở lại một cách đầy khó khăn. Nỗi buồn của Nguyên Sa cá nhân thêm khi thấy các đồng đội của mình ngày đêm tập luyện và thi đấu. Cầu thủ người Đà Nẵng mất thêm 6 tháng chạy bộ và tập gym, làm quen và tìm lại cảm giác bóng. Sau khi mổ thêm một lần để lấy ra những cái đinh còn sót lại, cầu thủ người Đà Nẵng tự tin bước vào mùa giải mới với sự khát khao mãnh liệt cho lần trở lại của mình. Ra sân gần như tất cả các trận đấu của Than Quảng Ninh, từ AFC Cup hay giải vô địch quốc gia, Nguyên Sa vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất và sự tự tin cao sau thời gian dài rời xa sân cỏ. Nhưng với những gì anh đã thể hiện thì đó là điểm 10 cho ý chí, một sức mạnh không phải ai cũng có thể làm. Và đó cũng chính là tấm gương cho những cầu thủ đang gặp chấn thương thêm tinh thần để quay trở lại. Em cảm thấy rất vui mừng vì đội toàn đội đã có một trận đấu rất tốt, đã hết mình, tinh thần tuyệt vời để giành chiến thắng. Nói chung thì hôm nay thì em chỉ hoàn thành về cái công việc là phòng ngự thôi, chứ còn tấn công thì cũng chưa đóng góp gì được nhiều. Nhưng mà quan trọng là kết quả toàn đội đã giành chiến thắng.